đây nó gồm gì thì nó cũng gồm một quạt servo rồi viên pin nằm phía dưới, giống như thiết kế RO7 thôi. Hôm nay mình làm một cái video mới. Video này cũng khá là đặc biệt anh nha mọi người. Mình có thể nói là một cái video về phẫu thuật Spyro 8 mới nhất. Hôm nay là thời điểm là tháng 1 2022. Đây nha mọi người, đây là một con Spyro 8 của khách hàng. Bị bể màn hình nè. Giờ thời điểm này không có màn hình Spyro 8 đâu. Muốn thay cái màn hình Spyro 8 này mình phải rã nguyên con nè, new siêu nha mọi người. Này nhiều bạn thì làm video về khu siêu Spyro 8. Còn mình thì làm video về phẫu thuật Spyro 8. Để mình lấy cái màn hình mình thay cho cái máy này ha. Mọi người, mình dùng cái này khu siêu không có chuyên nghiệp, quẹt nó luôn. Theo siêu Spyro 8. Con RO8 mình cũng chưa khu siêu con nào. Thì mình gạt đây luôn đi. Đây, quyền con RO8 này chắc tùy theo phiên bản nha mọi người. Chắc có phiên bản gồm cả 100 triệu, có phiên bản 4-50, phiên bản 5-60, 6-70 tùm lum hết. Đây đó, khu siêu theo kiểu của phòng phủ center. Đây, khu siêu đây. Rồi bây giờ mình sẽ lột con Spyro 8 này ra. Coi có gì trong đây. Cũng chưa bao giờ vui con này. Nó đây thôi. Để thử coi là gì trong đây ha mọi người. Nó gồm gì? Con này cục sạc. Đây nó có cục sạc thôi, không có gì trong đây hết. Là khui siêu rồi mọi người xem ha. Đây trong đây có cục sạc. Ok, miếng giấy này. Rồi dưới đây không có gì hết. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình khui đây ha mọi người, siêu nè. Khui nó ra luôn. Lột luôn. Spyro 8. Đây mới cáo đây. Tháo cái Spyro 8 nha mọi người. Thì RO8 thì mình có nghiên cứu về cấu trúc bên trong đó rồi. Thì cách tháo cũng tương tự giống như Spyro X. RO X thì mình có làm nhiều video rồi. Thì đây hôm nay là bạn Sang, Mr. Sang sẽ thực hiện tháo cái Spyro 8 này. Sang này 10 năm kinh nghiệm nha mọi người. Video này cũng mình cũng đích thân mình cũng tháo mấy lần rồi. Đây. Đầu tiên là mình sẽ lấy mí. Lấy mí xong rồi mình tháo thôi. Cũng không có gì phức tạp đối với Spyro 8. Thôi mọi người ha. Mọi người nhìn thấy bàn kỹ thuật không? Nó hơi tụp lum xíu. Nhưng mà nó cũng làm kỹ thuật mà, nó vậy đó. Ở trong cái video này là các bạn thấy được là cái quy trình là sau khi chúng ta tháo ra hết cái màn hình Spyro 8 thì chúng ta sẽ xem được cái cấu trúc bên trong. Chúng ta sẽ xem rõ được là cấu trúc là màn hình nó như thế nào. Cáp màn hình, rồi pin, rồi mainboard, rồi các thiết bị ngoại vi, ổ cứng, vân vân. Ổ cứng đó thì nó sẽ giống như là ổ cứng Spyro X nha mọi người. Spyro laptop 3, laptop 4 đó. Thì các bạn sẽ được xem, được quan sát hết là cái cấu trúc phần cứng bên trong của cái con Spyro 8 nó như thế nào. Thì qua đó thì mình sẽ đánh giá. Ví dụ như mình là đánh giá về cách bố trí cũng như thứ tự phần cứng nó có khác nhau gì so với RO7, RO8, nó khác nhau ở lĩnh vực gì, nó khác nhau về cấu trúc, cách sắp xếp phần cứng như thế nào, hay là pin nó có xài chung với RO7 không, những thiết bị nào nó xài chung đó. Thì bây giờ mình tháo ra này, ra tròn hết rồi thì các bạn sẽ thấy được hết là từ ở trong cấu trúc của Spyro 8 nó như thế nào. Mọi người nhìn xem ha, cái tản nhiệt nó cũng khác luôn ha, mainboard khác luôn mọi người ha, pin khác RO7 luôn đó. Cái cáp nó giống RO X, cáp nó hơi giống RO X. Cách bố trí cáp dòng này thì cảm ứng nó không còn là một bo cảm ứng nữa mà nó nằm ở trên màn hình luôn giống RO X. Mọi người xem nè, cáp nó ha làm giống RO X ha mọi người đó. Qua đây thì chúng ta có thể quan sát được cấu trúc phần cứng của Spyro 8 nó như thế nào.
trong cái video là phẫu thuật Sapphire 8 mà Hồng Vũ Center giới thiệu đến các bạn. Đây chúng ta xem, mọi người xem cái màn hình này, mình gỡ ra thì mình lột keo nó xíu thôi. Màn hình Pro 8 có vẻ chắc chắn hơn là Pro 7. Pro 7 thì nó còn có bo cảm ứng, Pro 8 không còn bo cảm ứng nữa nha mọi người, nó dính hết luôn. Này mình quay sơ hết nè, cảm ứng màn hình nó dính cảm ứng y như là Sapphire X vậy đó. Đó, nó dính ở trên hết luôn ha. Đó thì lúc này thì chúng ta cũng tránh được cái trường hợp mà nó bị cái bo cảm ứng nó kén giống như các con Sapphire 4, Pro 5, Pro 6, Pro 7 nha mọi người. Pro 3 thì cái cảm ứng nó cũng dính trên màn hình luôn. Giờ qua Pro 8, Pro X thì nó cũng giống nhau. Tại vì cảm ứng thì nó nằm trên màn hình luôn, thì chúng ta đỡ phải thay cái bộ phận mà cái bo nhỏ cảm ứng nữa. Về cái bố trí pin thì cũng vậy, pin đồ này kia thì nó cũng gần giống Pro 7 nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn hết ha. Đó, qua